Hello, xin chào các bạn. Hôm nay bài học số 14 của học tiếng Anh giống như ở trong lớp. Mình sẽ học về mua sắm đồ đạc. Và trong đây mình sẽ học về thứ để mua. Mình sẽ học cách hỏi cái này, cái kia, mấy cái này, mấy cái kia. Một tờ tạp chí. A magazine. A magazine. A magazine là một tờ tạp chí. A newspaper. A newspaper là một tờ báo. A newspaper. A newspaper, một tờ báo. Bản đồ. Bản đồ là a map. A map. A map. A map. Một tấm bưu thiếp. A postcard. A postcard. A postcard, một tấm bưu thiếp. Một tấm thiệp sinh nhật. A birthday card. A birthday card. A birthday card. Một hộp sô cô la. A box of chocolates. A box of chocolates. A box of chocolates. Khăn giấy. Khăn giấy là tissues, 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 tissues. Còn những món ngọt nói chung là sweet, sweets, sweets. Đây có thể là kẹo hoặc là bánh ngọt, đều là sweets. Pin. Pin là batteries, 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 batteries. Chewing gum là kẹo cao su. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Bản đồ này bán bao nhiêu tiền? How much is this map? How much is this map? How much is this map? Đó là 5 đô 75 cent. It's $5.75. It's $5.75. It's $5.75. Bao nhiêu tiền cho những tấm bưu thiếp? How much are these postcards? How much are these postcards? How much are these postcards? Chúng có giá 3 đô mỗi cái. They're $3 each. They're $3 each. They're $3 each. Hộp sô cô la đó bao nhiêu tiền? How much is that box of chocolates? How much is that box of chocolates? How much is that box of chocolate? It's $19.95. Đó là 19 đô 95 xu. It's $19.95. It's $19.95. It's $19.95. Những pin này bao nhiêu tiền? How much are these batteries? How much are these batteries? How much are these batteries? Chúng có giá 7 đô 25. They're $7.25. They're $7.25. They're $7.25. Cái này là this. This là cái này. Bản đồ này. This map. This map. Bản đồ này giá bao nhiêu? Hay là bản đồ này giá bao nhiêu tiền? How much is this map? How much is this map? Cái này, this. Bản đồ này, this map. Bản đồ này giá bao nhiêu? How much is this map? Những cái này, these. These là những cái này. Những tấm bưu thiếp này, these postcards.
These postcards. These postcards. Những tấm bưu thiếp này giá bao nhiêu? How much are these postcards? How much are these postcards? Những tấm bưu thiếp này giá bao nhiêu? Bản đồ này bao nhiêu tiền? How much is this map? Những tấm bưu thiếp này bao nhiêu tiền? How much are these postcards? Cái đó, that. That là cái đó. Cái đó là that. Hộp sô-cô-la đó. That box of chocolates. That box of chocolates. That box of chocolates. Hộp sô-cô-la đó. Hộp sô-cô-la đó bao nhiêu tiền? How much is that box of chocolates? How much is that box of chocolates? How much is that box of chocolates? Cái đó là that. Hộp sô-cô-la đó. That box of chocolates. Hộp sô-cô-la đó có giá bao nhiêu tiền? How much is that box of chocolate? Những cái đó là those. 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 Những cái đó. Những cục pin đó. Those batteries. Those batteries. Those batteries. Những cục pin đó giá bao nhiêu? How much are those batteries? How much are those batteries? How much are those batteries? Những cục pin đó bao nhiêu tiền? Those là những cái đó. Those batteries, những cục pin đó. How much are those batteries? Những cục pin đó bao nhiêu tiền? Đây có phải là những tấm bưu thiếp của bạn không? Are these your postcards? Are these your postcards? Are these your postcards? Đó là xe của tôi. Đó là xe hơi của tôi. That's my car. That's my car. That's my car. That's này là viết tắt cho that is. That is my car. That's my car. That is my car. Đó là xe hơi của tôi. Đó là những gì? Hay là những cái đó là cái gì? What are those? What are those? What are those? What are those? Đây có phải là tờ báo của bạn không? Is this your newspaper? Is this your newspaper? Is this your newspaper? Xin lỗi, bạn có bán bản đồ của Portland không? Excuse me, do you have any maps of Portland? Excuse me, do you have any maps of Portland? Excuse me, do you have any maps of Portland? Vâng, họ ở đằng kia hay là có? Ở đằng kia đó. Yes, they're over there. Yes, they're over there. Yes, they're over there. Cảm ơn. Bản đồ này bao nhiêu tiền? Thanks, how much is this map? Thanks, how much is this map? Thanks, how much is this map? Đó là 6 đô 75 xu. It's $6.75. Hay là it's $6.75. $6.75. Được, cho tôi xin bản đồ này và mấy tấm bưu thiếp này được không? Okay. Can I have this map and these postcards, please? Okay. Can I have this map and these postcards, please? Okay. Can I have this map and these postcards, please? Chắc chắn rồi. Còn gì nữa không? Sure. Anything else? Sure.
Anything else? Sure, anything else? Không, thế thôi, cảm ơn. Hay là không, đủ rồi, cảm ơn. No, that's all, thanks. No, that's all, thanks. No, that's all, thanks. Ok, đó là 12 đô 25 xu. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Từ biệt. Ok, that's $12.25, please. Thanks a lot. Bye. Ok, that's $12.25, please. Thanks a lot. Bye. Ok, that's $12.25, please. Thanks a lot. Bye. Tạm biệt. Goodbye. 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 Xin chào. Pin này bán bao nhiêu tiền? Hi, how much are these batteries? Hi, how much are these batteries? Hi, how much are these batteries? Mỗi cái là 50 xu. They're 50 cents each. They're 50 cents each. They're 50 cents each. Ok, làm ơn cho hai cục pin này. Và tôi có thể có hộp sô-cô-la đó không? Ok. These two batteries, please. Can I have that box of chocolates? Ok. These two batteries, please. And can I have that box of chocolates? Ok. These two batteries, please. And can I have that box of chocolate? Chắc chắn rồi, còn gì nữa không? Sure. Anything else? Sure. Anything else? Sure. Anything else? Vâng, hay là có. Thiệp sinh nhật này nè, làm ơn. Yes, this birthday card, please. Yes, this birthday card, please. Yes, this birthday card, please. Được, đó là 4 đồng 99. Okay, that's $4.99. Okay, that's $4.99. Okay, that's $4.99. Của bạn đây. Here you are. Here you are. Here you are. Của bạn đây. Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt. Thanks very much. Goodbye. Thanks very much. Goodbye. Thanks very much. Goodbye. Bye. Tạm biệt. Bye. Xin lỗi. Bạn có bất kỳ bản đồ nào của Las Vegas không? Excuse me. Do you have any maps of Las Vegas? Excuse me. Do you have any maps of Las Vegas? Excuse me, do you have any maps of Las Vegas? Vâng, họ ở đằng kia. Yes, they're over there. Yes, they're over there. Yes, they're over there. Cái này, bản đồ, giá bao nhiêu? How much is this map? Hay là mình có thể nói là how much is this? Cái này giá bao nhiêu? Còn nếu rõ nữa, how much is this map? Cái này, bản đồ này giá bao nhiêu? How much is this map? How much is this map? Hay là how much is this? Đó là 7 đô 99 xu. It's $7.99. Hay là $7.99. Hay là it's $7.99. Những tấm bưu thiếp này bao nhiêu tiền? How much are these postcards? How much are these postcards? How much are these postcards?
Chúng có giá 2 đô mỗi cái. They're $2 each. They're $2 each. They're $2 each. Làm ơn cho tôi hộp sô-cô-la đó được không? Can I have that box of chocolates, please? Can I have that box of chocolates, please? Can I have that box of chocolate, please? Sure, anything else? Chắc chắn rồi, còn gì nữa không? Sure, anything else? Sure, anything else? Sure, anything else? Vâng, cái này, thiệp sinh nhật, làm ơn. Yes, this, birthday card, please. Ở đây mình nói hai cách. Vâng, cái này, làm ơn. Yes, this, please. Hay là vâng, thiệp sinh nhật, làm ơn. Yes, birthday card, please. Yes, this, birthday card, please. Ok, đó là 12 đô 65 xu. Ok, that's 12.65. Hay là ok, that's $12.65. Ok, that's $12.65. Cụ bảng đây. Here you are. Here you are. Here you are. Here you are. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bạn có khăn giấy không? Do you have any tissue? Do you have any tissues? Do you have any tissues? Tôi có thể có một ít kẹo cao su. Can I have some chewing gum? Can I have some chewing gum? Can I have some chewing gum? Hay là tôi có thể mua một ít kẹo cao su không? Can I have some chewing gum? Những viên kẹo này bao nhiêu? How much are these candies? How much are these candies? How much are these candies? Tạp chí này bao nhiêu tiền? How much is this magazine? How much is this magazine? How much is this magazine? Hôm nay mình đã học xong bài học số 14. Cảm ơn thời gian các bạn theo dõi và gặp các bạn vào bài học số 15. Bye bye.